đắng đầm, dù gì cũng không rên rỉ. Hiểu đó là một phần của cuộc chơi này. Đời này là biển cả, vô mình nó rơi mày. Nên nào con người là sẽ có đấu đá. Quyền lực chỉ là công cụ, nhưng muốn có được mày phải lấu cá. Nghiệp lớn không phải nói ra, chỉ cần im lặng và làm việc, dẫn thân mình vào lối ma. Mồ hôi và nước mắt sẽ tạo ra những bước ngoặt. Dù nghi ngờ bản thân nhưng ra đời vẫn phải ngước mặt. Có những điều ta vẫn chưa rõ, đối với cuộc chơi này tao chỉ là đứa nhỏ. Đứa nhỏ mang hoài bão lớn, đứa nhỏ mang trên mình trách nhiệm của một hảo hứng. Thả một làn khói trắng lên dòng suy nghĩ, ta bất chợt nhận ra mình cũng cần có một tri kỷ. Lan man lên trên bầu trời, mùa vui quên sầu lo cuộc đời. Ta thấy mình như là khói mây, nay đám lửa tàn rồi trong ta. Là muốn xóa đi giấc mộng giữa ngày tàn, là muốn bước lên ánh ngọc quan trường. Ta thấy mình như là khói mây, nay đám lửa tàn rồi trong ta. 12 giờ bước bức tường, tôi ghi chép tôi có ép cảm xúc cho cô động. Hơi thuốc nhưng hai đêm liền tao nhả khói, tao nhả khói đến khô họng. Có nhiều thứ tao có vẫn còn mơ mộng, có lúc chưa có gì thì buông xuôi như đã vô vọng. Cuộc sống xoay vòng không vững vàng thì tao đã thay lòng. Ly cà phê thơm mỗi sáng, lúc vui thì như mây hồng, đôi khi tâm tối thì như khẩu súng nhắm đầu rồi tao khai nòng. Có những lúc thấy mình lạc lõng giữa chốn đông, bạn bè thì không thiếu nhưng xa cách từ một cõi lòng. Vì tụi mày tìm tao nhưng tao không ở đây, cách biệt suy nghĩ lên tới chín tầng mây. Vì tao tìm tụi mày nhưng mày không ở đây. Cây nói mật ngọt thì lòng càng cay. Xã hội phân hóa thằng giàu chắc gì đã hay. Cảm thấy hơi chán dù là cơ hội vẫn đang bổ vây. Xua tay, just say fuck it man. Trò chơi kinh tế toàn là đố kỵ. Đam mê tình ái thật là vô vị. Cơn mưa tháng năm xối xả bên đường, cảm thấy cuộc sống vẫn quá là vô thường.